Tết đã sắp đến gần, Minh Đường Tổng Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trong không khí hân hoan của ngày Tết đến. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tổng Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà. Lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tự tôn tài trí được vinh hoa. Công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đón xuân mới 2024, được các tinh hội tụ, đón các xua hung, thần tài chiếu cố nồng hậu, giàu có bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi vận cực giàu. Ất Mão thân mến, con đường cũ mà 1975 đang đi dạo này, nhọc nhằn quá, dạo này muộn phiền quá, dạo này không thuận nhiều quá, tiền tài thì phập phù, mà lòng người, quan hệ, cuộc đời thì mịt mù, có nhiều sự sai trong đời là do bản thân, thế thì có thể sửa, nhưng lắm sự sai trong đời là do thời thế, ta đổi tại duyên, ta đổi tại số, ta đổi tại nghiệp. Đã là duyên số, nghiệp nợ, ắt nằm ngoài tầm kiểm soát 1975, vậy nên ta đành chấp nhận lắm lúc chán cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ mà ngộp lặng lại từ đầu. Tôi biết anh chị cũng đang mệt mỏi rất nhiều, tuy nhiên tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc, tài lộc giàu sang. Nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy đến trong năm 2024 để giúp anh chị có thể cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay của mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Thưa Ất Mão thân mến, hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay dâm ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông không trả tiền ăn cho anh chị, không trả sinh hoạt phí cho anh chị, không trả tiền thuê nhà cho anh chị, cũng chẳng giúp cuộc đời anh chị phát triển cùng đơm hoa. Vậy nên, việc ta làm, việc họ họ làm. Miệng người đời họ có quyền nói, tai của ta có quyền bịt. Dù có nghe được thì trong tâm tưởng của ta có quyền lựa chọn, chẳng bận lòng, cũng chẳng cần suy tư, tập trung vào dự định của chính mình, vào cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của số đông nhàn rỗi, nhiệt huyết trong hành động, bùng nổ vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần phải để ý. Này anh chị Ất Mão thân mến, sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy. Nhưng anh chị nên dành nỗi sợ cho việc cái cản bước anh chị sẽ ở mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến anh chị mệt mỏi này và sẽ không có gì thay đổi cả. Có nỗi sợ đấy rồi anh chị sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời để viết nên những trang sử hào hùng Ất Mão nhé. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Mão 1975. Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, cung tốn, trực bế, mạng đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Tuổi này được Đại Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, hư không tạng Bồ Tát ban phúc đức, sư Như Lai ban thọ, văn thủ Bồ Tát bảo hộ, người có bệnh tiềm ẩn hoặc có tật nhỏ, số thọ, cho nên Ất Mão thọ từ 70 tuổi trở lên. Ngoài ra, tuổi Ất Mão thông minh, hiểu biết và thành thạo nhiều nghề, nhưng tính không kiên nhẫn nên hay bỏ dở, tuổi này có số phú quý, học hành thành đạt, tính người ôn hòa, mềm mỏng, song họ là người có bản lĩnh, lòng tin kiên định theo đuổi đến cùng mục đích của mình. Tốt số thì làm quan, làm tướng. Người tuổi Ất Mão không thích đấu tranh, thích sống nhàn hạ, lời nói thanh lịch, nhã nhặn, người thích trau chuốt, ăn diện, là đàn ông thì rất ân cần, chu đáo, cử chỉ hòa nhã, mọi người đều tin tưởng. Ất Mão thích văn chương và chính trị, nhưng trong cuộc sống họ không có lý tưởng lớn, họ muốn một cuộc sống an toàn, ít phải đấu tranh, thích dĩ hòa, đây là đặc điểm chung của tuổi này. Tuổi này không thích mang trách nhiệm ngay cả với gia đình thân tộc,
Họ có tính chịu đựng đảm đang, thích giúp đỡ người gặp khó khăn, không vụ lợi và rất biết thông cảm với người nghèo. Tuổi Ất Mão có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, con cái đầy đủ, khi già có các con nuôi dưỡng. Người tuổi này là một người bạn tốt với các tuổi Thìn, Hợi, Mùi, có điều họ lại không thích ai để ý tới riêng tư của họ. Người này không thích hợp với tuổi Dần, tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Họ có kinh tế đầy đủ, không giàu có thể kết hợp với các tuổi Thìn, Hợi, Mùi để làm ăn, ví dụ như tuổi Nhâm Thìn, Quý Hợi. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, Ất Mão, sinh năm 1975, là 50 tuổi âm lịch, gặp vận niên, thử ngộ điền, chuột gặp đồng lúa, sao hạn, sao thái dương, hạn toán tận, kim lâu, không phạm, tam tai, không phạm, hoang ốc, phạm. Đối với nam mạng Ất Mão, theo sao chiếu mệnh, sao thái dương được coi là cát tinh, tốt cho nam hơn nữ mạng, thái dương ví như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao thái dương chiếu thì khó khăn được tháo gỡ, làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạng toán tận, hạn này chủ yếu gây đau yếu, bệnh tật, tai nạn xe cổ bất ngờ, tốn kém tiền bạc cho vấn đề sức khỏe. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu, vận xấu được chiết giảm phần nào, công việc làm ăn tuy gặp khó khăn, nhưng nếu nỗ lực vẫn có thể gặt hái thành quả tốt. Kinh doanh buôn bán cũng có thời điểm vào cầu, nên chủ động nắm bắt, có điều, sức khỏe nam mạng Ất Mão giảm mạnh, đề phòng mắc bệnh nặng phải hao tốn nhiều tiền của chữa trị. Đối với nữ mạng Ất Mão, theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú được coi là hung tinh, năm có sao này chiếu nữ mạng Ất Mão dễ mang miệng tiếng thị phi, có kẻ giở trò xấu mà sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, trồng trọt không được mùa, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền, năm có hạng huỳnh tuyền, quý bạn dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, công việc làm ăn nhiều trục trặc, chăn nuôi hay trồng trọt dễ bị mất mùa, dẫn tới thua lỗ, tài lộc kém sắc, kiếm đã khó lại dễ bị tiêu tán, có họa thị phi, tranh chấp, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh nặng, tốn kém tiền của chữa trị, trong năm bất lợi, khi xuất hành xa, hạn chế đi đường sông nước để tránh tai ương bất ngờ. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Ất Mão 1975 năm 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 gặp không ít rắc rối, cạnh tranh với đối thủ làm ăn. Các mối hợp tác mới cũ đều có thể xuất hiện trục trặc nửa chừng, dẫn tới tranh chấp kinh tế, cần hết sức lưu tâm. Về các mối quan hệ, bản mệnh có thể buồn phiền vì con cái không nghe lời, có thể do thành tích học tập kém hoặc gây rắc rối ở trường. Điều này sẽ khiến người tuổi Ất Mão cảm thấy áp lực đè nặng khi không chỉ phải giải quyết bế tắc trong công việc, mà còn thường xuyên phải lao tâm khổ tứ vì chuyện gia đình. Điều này sẽ khiến mối liên kết với gia đình của bản mệnh yếu đi, có cảm giác xa cách. Về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc năm 2024, tuổi Ất Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài chiếu mệnh, nên tiền bạc thất thoát khá nhiều, thu chẳng được là bao mà chi thì như muối bỏ biển. Trong năm nay, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn, hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Năm nay, bản mệnh Ất Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn, vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình. Khối tài sản mà Ất Mão có thể có được trong vòng một năm là điều mà ai cũng phải ghen tị, nhưng tầm nhìn của bạn có phần hạn chế, nóng nảy. Do cả điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay, thường thường chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ trước mắt, bỏ qua những tiềm năng về lâu dài. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bạn có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chính tay mình hủy hoại nó. Năm 2024 cũng sẽ mang đến một số thách thức từ tình hình chung trên toàn thế giới, bao gồm suy thoái kinh tế, cạnh tranh gay gắt, hay những yếu tố chưa xác định khác, người tuổi Ất Mão cần giữ bình tĩnh, không dễ dàng bỏ cuộc và tích cực tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề.
Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia hoặc trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, có nhiều thời điểm thói quen tiêu tiền hoang phí và mua sắm nhiều thứ hào nhoáng của Ất Mão cũng rất đáng báo động. Điều này sẽ mang lại gánh nặng tài chính lớn cho bản thân. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tuổi Ất Mão năm 2024 vừa kết thúc những rắc rối của năm tuổi Ất Mão 2023, những tưởng năm mới bước sang sẽ mở ra những bước phát triển mới. Song rất tiếc khi năm Giáp Thìn tiếp tục một giai đoạn đầy thử thách nữa của con giáp này, vận thế vẫn chưa ổn định. Đây là năm Ất Mão chịu tác động của cục diện hại thái tuế, lại có hung tinh trực phụ án ngữ, công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian, nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối. Ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi, chưa phù hợp ở thời điểm này. Vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, con giáp này cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở vị trí cao hơn, tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt. Bất chấp hoàn cảnh, điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý, dính dáng tới pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn, cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Nhìn chung bạn nên tỉnh thay vì động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, năm nay có cả thương quan tác động. Người tuổi Ất Mão dễ để xảy ra bất cẩn trong quá trình làm việc, có thể do bản thân không đủ tập trung hoặc phương pháp làm việc không còn phù hợp, nghèo nàn ý tưởng. Đặc biệt, nếu đó là việc liên quan đến một số dữ liệu hoặc chi tiết quan trọng, bạn có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty do sai sót cá nhân. Nhẹ thì sẽ bị cấp trên chỉ trích, nghiêm trọng sẽ trực tiếp sa thải, phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng, thậm chí có thể bị kiện tụng, ngồi tù. Có những thời điểm công việc khó khăn chồng chất, bế tắc trong thời gian dài, khiến đương số mất niềm tin vào chính bản thân, đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu không kịp thời chấn chỉnh tinh thần, bạn sẽ trượt dài vào những suy nghĩ tiêu cực đó, lúc này thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Bước sang năm 2024, những người tuổi Ất Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sao ác ngũ quỷ trong đời sống tình cảm, ngày nào cũng bần thần, nghi ngờ và không hề tin tưởng đối phương khi có chuyện xảy ra. Điều này sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm giữa nhau, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra rạn nứt tình cảm. Đối với những người tuổi Ất Mão đã kết hôn, cũng sẽ có một số ảo giác, có thể trong tiềm thức họ luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Cuối cùng, hai người có thể trực tiếp leo thang thành tranh chấp bằng lời nói, xung đột thể xác hoặc thậm chí đánh nhau trước mặt con cái. Nó sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng trong gia đình và còn có thể dẫn đến các vấn đề về tâm thần ở trẻ. Khi người tuổi Ất Mão gặp vấn đề về tình cảm trong năm nay, họ phải duy trì lý trí và đồng thời cũng phải tích cực đối mặt và giải quyết chúng. Đừng có tâm lý chạy trốn hay thu hẹp lại, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Xét về phương diện sức khỏe. Bước sang năm 2024, về mặt sức khỏe, người tuổi Ất Mão sẽ bị sao ác bệnh phù ảnh hưởng, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có thể ập đến. Tuổi Ất Mão nên chú ý rèn luyện thể chất và duy trì lối sống lành mạnh, đều đặn. Chỉ bằng cách này, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của bạn mới trở nên mạnh mẽ hơn. Về chế độ ăn uống, người tuổi Ất Mão phải ăn nhiều thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng và không bao giờ ăn quá nhiều. Nếu bạn là một cô gái trẻ và muốn duy trì vóc dáng cân đối, xinh đẹp hơn, thì chế độ ăn uống của bạn phải cân bằng hơn, đừng bao giờ nhịn ăn cả ngày, vì điều này sẽ khiến cơ thể bạn rất yếu và có thể dẫn đến nhiễm virus từ bên ngoài. Về giấc ngủ, bạn phải đi ngủ sớm vào ban đêm và không ngừng nâng cao chất lượng giấc ngủ của bản thân. Tốt nhất bạn nên ngủ một giấc thật ngon cho đến rạng sáng để có thể luôn tràn đầy năng lượng. Về việc tập luyện, bạn nên tìm cách tập luyện phù hợp với mình, cường độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình bị bong gân, có thể phải nằm trên giường lâu. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Ất Mão 1975 trong năm 2024. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn hung cát của người tuổi Ất Mão theo từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm, quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Công việc làm ăn chưa có biến động nhiều, vẫn cứ lề thói cũ mà theo, tài lộc ở mức bình ổn, tránh tiêu xài lãng phí mà lâm tình cảnh vay mượn.
tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy hay trút giận sang người khác, công việc gặp trục trặc, có tiểu nhân ngáng đường, tiền bạc khó kiếm, đề phòng bị mất trộm hoặc đánh rơi. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Có điểm tiểu nhân quấy phá, công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Tự mình lo liệu công việc, bận rộn suốt tháng mà nguồn thu nhập chưa thấy gia tăng, nên tập trung đa dạng các nguồn thu nhập thay vì chỉ trông chờ vào đồng lương. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Đề phòng hỏa hoạn hoặc bị mất trộm đồ quý giá, có lộc về làm ăn kinh doanh nhưng chưa mạnh nên trân quý từng cơ hội nhỏ. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Vận quý nhân khởi vượng, lúc lâm nguy có người tới ứng cứu kịp thời, tài khí vượng có cơ hội gia tăng thu nhập chính và cả nguồn thu phụ. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Gia đạo bất ổn, liên tục xảy ra cãi vã hay tranh chấp nội bộ, tình cảm lứa đôi nhạt nhòa, có thể chia ly, đi đứng thận trọng, hạn chế đường sông nước kẻo gặp họa. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Công việc lâm thế khó khăn bế tắc, tiền bạc khó kiếm, đã vậy lại tiêu hao nhiều, càng cố gồng mình chống lại thì càng mệt mỏi, chi bằng buông xả phiền muộn biết đủ là bờ. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Tinh thần đã ổn định hơn, có thể đưa ra quyết sách quan trọng nào đó trong tháng, có khách từ xa báo tin vui tới, hoặc đi xa được lộc, đường tình duyên bớt lận đận do đương số đã bày tỏ quan điểm rõ ràng. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tài lộc vượng, thu nhập gia tăng đáng kể, có thể tích lũy khoản không nhỏ cho các tình huống khẩn cấp, công việc làm ăn khá suôn sẻ. Càng về cuối tháng càng vượng khí, có thể ký kết hợp đồng lớn hoặc được lĩnh một khoản thưởng hậu hĩnh. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Thị phi đeo bám, tiểu nhân không ngừng gièm pha khiến uy tín bị tổn hại, chi tiêu nhiều tiền bạc cho các dự định quan trọng như sửa chữa nhà cửa, con cái đi du học hoặc chuyện sinh con đẻ cái. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, đề phòng các bệnh về tim mạch hoặc đường hô hấp, đi đứng cẩn thận kẻo tai nạn xe cộ, ngoài ra, đề phòng ngộ độc thực phẩm trong các bữa tiệc tùng cuối năm. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong năm 2024. Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Ất Mão. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm hành sự gì, lớn hay nhỏ, chỉ cần người tuổi Ất Mão thận trọng và có kế hoạch rõ ràng, ắt sẽ đạt được thành quả ít nhiều, dù không quá phô trương, nhưng cũng đủ để khẳng định vị trí của mình trong tập thể, đã là họa thì khó tránh, trong năm không được sự hỗ trợ từ vận trình. Lại có nhiều hung tinh chủ về ức chế cảm xúc đeo bám, người tuổi Ất Mão nên học cách thả lỏng tinh thần, bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, chuyện gì đến sẽ đến. Không cần phải quá sức gồng mình lên chống chọi, hãy nhìn mọi thứ một cách lạc quan nhất, tập trung chuyên cần làm lụng, kết quả sẽ khế chính bạn phải ngạc nhiên. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó, thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý của ta. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp tuổi Ất Mão tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều niềm vui và thành tích bất ngờ. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Ất Mão 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý anh chị tuổi Ất Mão năm mới vạn sự cát lành. Vừa rồi chúng ta đã luận giải về tổng quan chung của tuổi Ất Mão 1975. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé!
đối với nam mạng Ất Mão. Công việc, sự nghiệp. Dự định phát triển sự nghiệp của Ất Mão nam mạng tiếp tục được tiến hành trong năm 2024, mệnh chủ tập trung hoàn thiện dự án năm cũ, đồng thời triển khai và thực hiện kế hoạch năm mới. Sẽ có một số bất cập trong quá trình làm việc, tuy nhiên, điều này có thể giải quyết nhanh chóng nhờ sự am hiểu của bản mệnh. Nam mạng tuổi Ất Mão nên kết giao với những người làm việc có nguyên tắc, chuẩn mực, họ sẽ giúp mệnh chủ phát triển toàn diện các khía cạnh trong công việc. Trong năm này, nam tuổi Mão 1975 làm việc với thái độ bình thản, chậm rãi, chắc chắn thì sẽ đạt được thành quả tốt. Tài chính. Phương diện tài chính của bản mệnh nam Ất Mão trong năm nay duy trì ổn định nhờ mức thu nhập từ công việc. Tình hình tài chính có xu hướng gia tăng khi mệnh chủ lựa chọn đầu tư, tích lũy thông minh và an toàn. Ở tuổi 50, Ất Mão nam mạng nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu, tiết kiệm để có của ăn của để, cuộc sống ấm no đầy đủ khi mệnh chủ có khả năng làm chủ tài chính, tích tiểu thành đại. Tình duyên, gia đạo. Cuộc sống hôn nhân của Ất Mão nam mạng năm 2024 được yên bình và hạnh phúc, đôi lúc tình cảm vợ chồng trở nên xa cách khi cả hai bận rộn, dành ít thời gian cho nhau, thế nhưng chỉ cần hai người luôn một lòng một dạ với đối phương, thuận vợ thuận chồng thì sẽ làm nên đại sự. Trong cuộc sống gia đạo, nam tuổi Mão 1975 nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe và chấp nhận những quan điểm khác biệt của người thân. Gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng đáng quý nhất, những khoảnh khắc ấm áp bên con cháu có thể giúp mệnh chủ giải tỏa áp lực, xua tan phiền lo cuộc sống. Sức khỏe. Độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe, do đó nam tuổi Mão 1975 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. Năm nay, bản mệnh Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc, biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan, tích cực sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Đối với nữ mạng Ất Mão, công việc, sự nghiệp. Trải qua nhiều năm làm việc, Ất Mão nữ mạng đã tích lũy được kinh nghiệm dày dặn, vốn sống phong phú, cùng các mối quan hệ xã hội cần thiết. Công sức nhiều năm không chỉ giúp bản mệnh duy trì công việc hiện tại, mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho hậu thế về sau. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Ất Mão ổn định sự nghiệp và công việc đã có luồng quỹ đạo riêng, mệnh chủ không cần phải hao tâm tổn sức nhiều, mà chỉ nên làm việc nhẹ nhàng, giảm thời gian rảnh rỗi, như vậy vừa tốt cho sức khỏe, tinh thần mà cuộc sống nữ Ất Mão vẫn luôn chủ động. Về tài chính. Bước sang độ tuổi 50, khi con cái đã trưởng thành và dần xây dựng cuộc sống riêng, nữ tuổi Ất Mão đã không còn nhiều khoản lo toan về kinh tế nữa. Lúc này, cuộc sống dần hướng về những điều mộc mạc, giản dị, nhưng mang tới niềm vui, hạnh phúc. Là người phụ nữ trong gia đình, Ất Mão rất biết cân đối thu chi, quản lý tài chính, tiết kiệm tiền bạc, nhờ vậy mà hậu vận cuộc sống được chủ động, thảnh thơi hơn. Năm 2024 này, tình hình tài chính được dư giả, ổn định, mệnh chủ nên phát huy các phương án tích lũy, an toàn, tránh mạo hiểm. Tình duyên, gia đạo. Hôn nhân của nữ tuổi Mão 1975 trong năm Giáp Thìn được êm ấm, hòa hợp, vợ chồng đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên vô cùng thấu hiểu, gắn bó, có một người bên cạnh quan tâm, chia sẻ tâm tư, nữ Ất Mão sẽ giảm bớt cảm giác hụt hẫng, cô đơn ở tuổi xế chiều. Mong muốn gia đạo thuận hòa, hạnh phúc nên bản mệnh tuổi Mão 1975 luôn cố gắng dĩ hòa vi quý dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mệnh chủ nên giảm bớt sự khắt khe và cầu toàn, điều đó sẽ giúp các mối quan hệ trong gia đình rút ngắn khoảng cách hơn. Về sức khỏe. Ở độ tuổi 50, nữ mạng tuổi Ất Mão có thể phải đối mặt với tình trạng lão hóa da và cơ thể. Điều này nhắc nhở mệnh chủ nên chăm sóc bản thân nhiều hơn để đẩy lùi lão hóa, duy trì vẻ đẹp, nâng cao sức khỏe. Thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác, bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình. Có câu sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra, bản chất chí là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta, ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ác hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời cháu con hưng vượng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại!